Trung cung nó còn gọi là trái tim của ngôi nhà, đúng không ạ? Trái tim của ngôi nhà mà đào xới rồi thì bẩn thỉu rồi thì xú uế, thì chúng ta cũng biết là nó ô nhiễm như thế nào. Mà tâm là lõi, là trái tim mà bị ô nhiễm thì con người làm sao mà sống có được sức khỏe. Thông thường nếu như là một người mà người ta không để ý phong thủy, người ta gọi là vô sư vô sách trái tim là gì, thì người ta thường có xu hướng là đặt cái bể phốt nằm ở khoảng giữa, và đây chính là điểm mấu chốt tạo nên một cái phong thủy bất ổn. Tại sao tôi nói bất ổn? Bởi vì cái phong thủy mà liên quan đến bể phốt ấy, thì nếu mà nói về mặt thiết kế mà nói, thì khi mà đặt ở khoang giữa ấy, thì ví dụ chúng ta lên ở tầng 1, chúng ta thiết kế cái vệ sinh ở cổng cầu thang chẳng hạn, thì dẫn ống vào đó thì cũng rất là dễ đúng không? Rất là thuận tiện. Nếu mà đứng dưới góc nhìn về kỹ sư xây dựng hoặc là kiến trúc sư như tôi là một người kiến trúc sư, thì tôi thấy thì cái đấy là nó tiết kiệm cái đường ống đúng không ạ? Thì lên tầng 2 chẳng hạn thì chúng ta là thiết kế cái vệ sinh cho phòng ngủ trước hoặc là phòng ngủ sau và dẫn về trung tâm, thì nó cũng gần hơn là việc là chúng ta làm cái bể phốt đằng sau nhà và chúng ta dẫn ống từ cái phòng vệ sinh phía trước mà về khu vực đằng sau, thì nó sẽ dài, và lúc mà dài thì nó sẽ có những cái bất tiện trong cái việc mà xử lý cái vấn đề cấu trúc đường ống, đôi khi là dài quá thì có thể nó tắc chẳng hạn. Đấy, thì thành ra là anh em kiến trúc sư, anh em kỹ sư sẽ có xu hướng là bố trí cái bể phốt nó nằm giữa nhà. Nó nằm giữa nhà thì nó sẽ gây cái gì? Đứng về một góc nhìn phong thủy thì cái khu vực giữa nhà, nhà nếu mà xét về mặt cửu cung mà chia ấy, thì nó có 9 cung. Cái cung giữa gọi là trung cung và xung quanh là 8 cung còn lại. Cái cung giữa thì gọi là trung cung và nó quản 8 cung còn lại. Hay trung cung nó còn gọi là trái tim của ngôi nhà, đúng không ạ? Trái tim của ngôi nhà mà đào xới rồi thì bẩn thỉu rồi thì xú uế, thì chúng ta cũng biết là nó ô nhiễm như thế nào. Mà tâm là lõi, là trái tim mà bị ô nhiễm thì con người làm sao mà sống có được sức khỏe, đúng không ạ? Không có sức khỏe thì dễ bị làm sao, dễ bị tật hoạn, tật bệnh và những cái bệnh nan y đấy, đúng không ạ? Thì kết hợp với những cái lỗi phong thủy nữa thì nó sẽ gây ra một cái trường khí nó không tốt, nhất là đối với chủ nhân chủ nhà. Và những cái ngôi nhà như này thường là gia chủ hay bị ốm đau bệnh tật, bệnh liên quan đến bệnh nan y hoặc là những cái bệnh mà mãn tính. Nếu như ngôi nhà này mà thiết kế được phong thủy nó ở mức tầm kha khá một tí thì thôi thì không bị nan y, nhưng mà cũng dễ những cái bệnh mà lâu ngày dai dẳng cũng khỏi nhé. Thì đây là lỗi đầu tiên đối với những nhà ống nếu mà không để ý về mặt phong thủy.